Rồi, mình đã tới Lào rồi. Và đây là hiện tại thì mình đang ở khách sạn mình đang đứng ở khách sạn Selamsen của tỉnh là Champasak của nước Lào. Đây nè, đây là quay cảnh rất là đẹp luôn. Đây có núi nè, đó có núi ha, núi và cái bưu điện. Bên đây đối diện bên đây thì cũng có một cái núi nữa, mà cái núi phía sau cái chỗ tượng đài nước á, là núi đó nó có một cái độ cao, nó cái dốc lên nó cao à. Chắc núi đó là núi cao quá. Đây đi lên nữa nè, đây đi lên, mình sợ độ cao quá rồi không có đi lên tới đó. Lên tới đó rồi xong rồi có thể là leo lên trên đó đó, leo lên cái đường dây đó đó, vậy đó, leo lên sân thượng mà không có có gan leo, sợ độ cao. Tôi đứng đây quay thì đây không có thể nhìn toàn cái tỉnh ở đây là Champasak, còn ở đây không biết là kêu là thị xã hay thành phố gì nữa. Cũng sắp giờ chiều rồi, mai là mấy giờ nè. Wow, đây là mười tám giờ mấy rồi, tối rồi, cũng sắp tối rồi. Cái phòng nhìn cũng đẹp, trang trí rất là đẹp. Giờ đang xem đua xe, có tủ lạnh luôn, nước đầy đủ, nước nóng, bình nước nóng hả. Giường hay nè. Sinh viên năm kia là mới có 9 người. 9 hả? Hay là 1 1? 9 người hả? Cậu cũng là 1 1. Cho nó có cái pin. Mấy em Lào á là trong quê rồi. Còn mấy ngày khác thì hôm nào cũng là Chủ nhật á, nó cũng chơi nhưng mà có mấy ngày. Bốn bốn ba bốn sẽ được sự to
Cơm mà đựng trong cái thố này đẹp. Tao nhóc cái chèn để bữa về mua gửi về, mua về. Được. Mua về có bán luôn hả? Con này giống món chả của mình quá. Món chả. Ngồi hai bàn. À, thôi thôi. Mình ngồi hai bàn thôi. Rồi cho nó chung. Thầy tham trước đi thầy. Bây giờ đây còn ghế nè, chưa thầy qua đây. Cầm ghế chích lên cho. Thầy ăn trước đi thầy. Rồi. Bên đây nè, bên đây nhất. Ở đây nha nha, không phải khác, các bác ăn trước. Rồi, rồi bên đây. Ông này là chuyên công nghệ thông tin ra này. Nhân việc chuyến công tác đi qua sang Lào quá chàng đẹp luôn rồi. Bên đó là mấy cái quán cà phê, nhà hàng. Đây bên đây có quán cà phê nè. Quán cà phê nhìn trang trí đẹp quá luôn. Đây bên Lào như vậy. Đây là cái kêu là thuộc cái tỉnh Champasak. Nhưng thành số Bạc Sai, thành phố Bạc Sai vậy nè. Đây là thành phố. Anh thấy thành phố nhưng mà xe thì rất là xe gắn máy rất là ít ở đây, tại vì cái dân số của cái thành phố này nó rất là ít, dân số rất là ít, nhưng mà cho nên là xe máy chạy là rất là ít luôn, xe gắn máy đó chạy không đội nón luôn nè, tông ba luôn nè, đó tông bốn luôn nè. Ở bên đây thì xe thường là xe du lịch nhiều, sử dụng xe du lịch nhiều, xe gắn máy là rất là ít. Thấy đường thành phố mà thấy xe gắn máy thôi không? Chứ mà thành phố Cần Thơ hoặc là thành phố Vĩnh Long mình á, mỗi buổi tối mình ra mình thấy xe máy là nghẹt hết luôn. Ở đây là rất ít xe máy, tại vì thấy cái dân số mà. Ở bên đây là cũng chạy xe không có đội nón luôn, không đội nón bảo hiểm luôn. Đó, nhạc Lào nghe cũng hay. Đây xe du lịch rồi. Rất là lâu mới thấy xe gắn máy chạy. Cái thành phố này hình như là cái mật độ dân số nó rất là ít hơn Việt Nam. Rất ít hơn rất là nhiều. Mới nãy ăn cơm thì qua đây ăn cơm chỗ cái quán cơm Sài Gòn, chắc là cũng ở bên Sài Gòn qua bán, cho nên làm ăn cũng cái khẩu vị cũng nói chung là cũng ngon. Ở đây thì
tại vì đi với đoàn công tác cho nên là không có dám đi xa, cũng không có biết nữa, đi hồi sợ lạc nữa. Lạc không biết đường về luôn á. Đi là từ Vĩnh Long mà đi tới đây là chạy đi 2 ngày mới qua tới cái tỉnh mà Chăm Ba Sắc. Đầu tiên là đi từ Vĩnh Long lên Bình Phước thì ngủ là một đêm, xong rồi sáng lại là chạy qua cái cửa khẩu Hoa Lư. Cửa khẩu Hoa Lư rồi mình mới đi qua Campuchia, Campuchia mình mới chạy qua Lào. Chạy xe luôn rồi. Quán cà phê đẹp quá. Trang trí đẹp. Thôi mình dừng video đây ha, đi mình đi vô xe để mấy thầy ở đây người ta cũng rất là thân thiện, thấy mình cầm quay video nhưng ta nhìn ta rất là ấy, ta cười thân thiện. Đây khách sạn của mình đây. Khách sạn của mình ở đây. Nó vào nha. Seven Gen Hotel nha, Seven Gen. Buổi tối nha. Khách sạn rất là lớn luôn. Thấy chưa? Thấy chưa, cao một cái. Seven Gen Hotel nha. Đây khách sạn mình đang ở đấy. Quá đẹp luôn. Còn đây là ngoài đường. Lúc này là 8 giờ. Đây bạn này mới chào bà em sinh viên học ở bên trường mình á, công về đây công tác, ra trường về đây công tác rồi qua đây coi dẫn đi ăn cơm mới nãy. Đây mới thiệt, ở thành phố này rất là ấy luôn nè. Đó em đi về thấy là buổi tối nó mới có 8 giờ 4 mấy thôi mà đường vắng ghê, không quá vắng. Thành phố chung là nguyên thành phố này được có hình như mấy trăm ngàn người à, mấy trăm ngàn dân à, cho nên là rất là dân số rất là ít, cho nên là so sánh với ví dụ như ở nội tối buổi tối thôi, ở Phú Quế hay là gì thôi là mình thấy là xe chạy, là xe ở dưới mình, xe gắn máy chạy là nghẹt luôn. Mà ở đây thì rất là